Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thanh Xuân lại đến với các bạn một lần nữa và nói chuyện về giàu sang, hạnh phúc và thành công. Đây là cái chủ đề mà mình rất thích nói và hai cuốn sách của mình đã được xuất bản ra năm 2010 nói về con đường đi đến giàu sang và hạnh phúc và bí ẩn của sự thành công. Khi mà mình nói về hạnh phúc thì con người ta hay đi tìm kiếm hạnh phúc ở khắp mọi nơi. Và có một bài giảng của một linh mục tên là Lê Hoàng Nam cũng nói về vấn đề đi tìm hạnh phúc ở nơi đâu. Nếu mà các bạn đã đọc sách của Thanh Xuân rồi thì cũng đã hiểu là hạnh phúc không có ở nơi đâu để mà mình tìm kiếm, mà hạnh phúc chính là ngay trong bản thân của mình. Hạnh phúc là một điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng khao khát có được. Mỗi nỗ lực của ta trên hành trình dương thế này đều nhắm vào mục đích làm sao để có được hạnh phúc cho mình. Người ta cố gắng làm ra nhiều tiền cũng chỉ vì nghĩ rằng tiền có thể mang đến hạnh phúc. Người ta cũng tìm kiếm hạnh phúc của họ nơi việc đọc sách, nơi các thú tiêu dao, nơi âm nhạc, nơi việc theo đuổi các sở thích. Người ta muốn có một người yêu bởi vì khi yêu ta cảm thấy hạnh phúc. Người ta thích sống trong những tiện nghi và đầy đủ bởi vì những điều ấy mang đến cho họ một sự thoải mái và an nhàn, một cảm giác êm đềm và khoan khoái. Hạnh phúc hay sự viên mãn của bản thân là cái luôn thu hút người ta hướng về, và người ta có ý thức về nó hay không. Cứ sự thường ta tìm kiếm hạnh phúc nhờ cố gắng khỏa lấp những chỗ trống trong con người mình. Ta tìm cách thỏa đáp những nhu cầu của bản thân, từ vật chất, tâm lý, tinh thần đến tâm linh. Đồng thời với việc bồi đắp cho mình, ta cũng bỏ đi những cản vướng, những thứ phù hoa hay những điều không thuộc về mình để hành trang, mang theo được nhẹ nhàng và thanh thoát. Ta chẳng biết hạnh phúc là gì vì nó không phải là một thực tế vật chất nào đó để ta có thể nhìn thấy hoặc nắm bắt bằng đôi tay. Hạnh phúc chỉ đơn thuần là một sự thăng hoa của cả con người, cho ta một cảm giác như thể mình được nên trọn vẹn là mình. Khi có được hạnh phúc, ta chẳng còn tha thiết gì nữa, chẳng còn mong chờ gì nữa. Hành trình ta đi là hành trình đi tìm hạnh phúc. Nhưng phải đi tìm hạnh phúc nơi đâu? Có những người mong chờ hạnh phúc ở một tương lai xa xôi nào đó. Cuộc sống hiện tại đối với họ chỉ là một màn đen âm u, mệt mỏi. Họ phải lao đầu vào những công việc kiếm kế, sinh nhai, những khó khăn cứ từ đâu ập đến. Đời sống họ là một chuỗi ngày dài, thê lương nặng nề. Họ muốn gạt đi nhưng không thể nào gạt nổi. Họ cảm thấy chẳng thể yêu nổi cuộc sống này. Họ kéo lê tình trạng thảm thương của mình từng ngày, từng một. Rồi chỉ biết mong chờ vào tương lai mà không bao giờ khởi sự đắp xây vận mệnh đời mình cho khởi sắc. Hạnh phúc mãi mãi chỉ là mong chờ và sẽ chẳng bao giờ đến với họ. Hạnh phúc ấy chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Họ chờ hạnh phúc ở tương lai, nhưng trong tương lai chỉ là một khái niệm người ta để dành để nói về những gì chưa đến hoặc những cái gì chưa nằm trong bàn tay ta. Có người thì đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xăm nào đấy. Họ chẳng có một mối dây gắn kết nào với người chung quanh, trong khi lại nỗ lực lấy lòng những người không quen biết ở những phương trời đông tây nào đó. Bố mẹ, anh chị em trong nhà, họ chẳng màng chi đến, chẳng biết ngày sinh nhật bổn mạng, chẳng đoái hoài đến những chuyện buồn vui. Còn đối với những người xa lạ ngoài đường, họ tận tình chăm lo, tặng quà, đi chơi vui vẻ. Cơ bản là bởi vì những người sống chung quanh không đánh cao giá của họ, không dành cho họ những lời khen, không trân trọng họ bằng những người ngoài. Được lòng những người ngoài, họ tưởng mình là thánh. Họ đi đâu họ cũng biết rằng có vị thánh nào đi tìm kiếm thứ hạnh phúc ảo như thế.
Họ thèm khát những địa điểm đẹp, danh lam thắng cảnh ở chỗ này chỗ nọ. Còn tại nơi mà họ đang sống, họ cảm thấy nhàm chán và chẳng thiết tha chi. Kỳ thực, chính lúc này đây và chính nơi đây mới là cuộc sống. Ngay khoảnh khắc hiện tại ta đang trải qua mới là điều quan trọng nhất trong một cuộc sống hiện hữu của ta. Muốn có hạnh phúc, chúng ta phải tập yêu những gì xảy ra đến với ta, tập đón nhận thực tại hiện có là một phần làm nên chính ta. Những khó khăn đang có đó, ta hãy đối diện và từ từ tìm cách giải quyết. Những tương quan đang rạn nứt đó, ta hãy tìm cách hàn gắn bằng đối thoại, thông cảm và tình thương. Ngay khi chúng ta yêu cuộc sống hiện tại của mình, thì chính cuộc sống cũng sẽ yêu lại chúng ta. Mỉm cười với những gì đang ở bên ta trong giờ phút này là cách thức làm cho chúng ta thấy mình được đông đầy hồng ân nhất. Một ông thương gia kia thấy một người ngư dân đang nằm nghỉ ngơi hóng gió trên một chiếc thuyền. Ông ngạc nhiên và hỏi, tại sao ông không đi thả câu để bắt cá? Tôi đã có đủ cá để dùng hôm nay rồi, bác ngư phủ trả lời. Tại sao ông không thả câu để có thêm nhiều cá nữa? Người thương gia hỏi lại, tại sao? Nếu có thêm cá, ông sẽ bán và có nhiều tiền. Có tiền thì sao? Lúc đó ông sẽ xây nhà lớn, mua xe hơi và cuộc sống sẽ sung túc hơn. Nhưng sung túc rồi thì sao? Lúc đó ông có thể nghỉ dưỡng, an hưởng cuộc sống. Bác ngư phủ cười nhẹ và ôn tồn trả lời, chứ ông không thấy là nãy giờ tôi đang an nhàn hưởng cuộc sống của tôi sao? Sống trong thời đại chạy đua này, chúng ta phải luôn luôn làm việc để có được một tích trữ khi cần thiết, chứ không thể nhẫn nhơ như ông ngư phủ kia. Nhưng giá như ta có thể sống được một cuộc sống thông dong và tự tại như thế, thì hay biết mấy, đời ta sẽ nhẹ nhàng và thoải mái biết mấy. Câu chuyện trên không thể làm những người kinh doanh thích thú, nhưng lại gửi gắm đến chúng ta một thông điệp để rất đơn giản và rất thâm sâu về bí quyết tìm hạnh phúc. Hạnh phúc hiện diện ngay lúc này, khi ta biết để lòng mình lắng xuống, nhẹ nhàng và đón nhận hết mọi điều đang hiện diện trước mắt. Với những con người đang ở kề cận bên ta, hạnh phúc hiện diện ngay tại nơi đây, nơi mà ta đang đặt đôi bàn chân và toàn bộ thân xác này, bởi vì đây chính là nơi mà chúng ta đang sống. Ở đây và bây giờ chính là nơi ta tìm hạnh phúc cho mình, chứ không phải là nơi khác hay vào lúc khác. Nơi khác và lúc khác có thể là hạnh phúc, nhưng là của người khác, chứ không phải của chính bản thân mình. Chúng ta vẫn thường tò mò là không biết có cuộc sống sau cái chết hay không, nhưng chúng ta quên mất rằng chắc chắn có một cuộc sống trước cái chết. Đừng bao giờ chờ đợi, chờ đến sau khi chết mới được hạnh phúc, nhưng hãy tập cảm nếm hạnh phúc ngay chính trong cuộc sống này đi bạn nhé. Cảm ơn. Nếu quý vị muốn tìm đọc sách của Thanh Xuân thì comment below hay là liên lạc với Thanh Xuân. Trong cuốn sách mình cũng có viết về hạnh phúc ở nơi đâu. Thank you for watching, and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.